Đây anh ơi, xe thùng lại rồi nè. Họ đầy hàng rồi thì họ chắc hai xe mình lên nữa là họ đi luôn. Đấy, còn cái video mà test búa thì để em hướng dẫn cho anh yên tâm nha. Dạ và em kính mến chào toàn thể các chú anh chị trở lại với kênh Kim Bull Cơ Giới VN nha. Buổi tối ngày hôm nay là 20 tháng 5 năm 2024 thì em Kim tiếp tục bàn giao một cái sản phẩm mang thương hiệu Sumitomo SH55 tay dài có búa về Quảng Nam làm dâu. À, xong cùng đó là một chiếc Volvo 58 mười lốt sản xuất 2013 về Hải Phòng nha. Đấy thì trời mưa thì mặc trời mưa nha. Em Kim vẫn đợi tiễn đưa em nó theo chồng. Vậy anh nào ở Quảng Nam và Hải Phòng thì chào đón em nó nhập đội nha. Anh ơi, em đang sang xe cho mình nha. Đấy. Ôi trời ơi, đúng không? Cầm điện thoại ngoài ghê quá. Đấy, xe mình đang lên thùng nha anh ơi. Xe mình đang vào rồi anh. Của mình đang cẩu cây búa luôn anh thấy không? Đây, em đang ở bên đường nha. Mà mưa quá nó nhè luôn cái camera rồi. Nhưng mà xe của mình nó vẫn nét nha. Camera nó đang bị ướt đấy. Nhưng mà máy của mình nó vẫn nét. Ta nói giao chiếc xe mà đứng ngoài mưa nè, tầm tã như thế này thì giống như là vừa mới tắm mát em nói xong. À, em chúc hai anh về làm ăn phát tài phát lộc nha. Tại sao em lại nói hai anh là vì em giao hai chiếc chứ không? Đây anh trai ơi, cái xe của mình đang mệt xuống đăng kiểm nè. Bữa nay đăng kiểm 7-8 chiếc gì đấy. Đây đang mệt xuống sẵn đây em quay cho anh nè. Nước sơn của nó thì còn riêng nguyên bản từ đầu đến đuôi luôn. Có tháo lắp nhanh. Đây, tháo lắp nhanh mình đây. Rồi có đường búa nguyên bản nha. Chân cẳng thì đẹp lắm. Đây, em quay về ở dưới này mà chưa có rửa là nhìn nó hơi lắm đen cùng rầy chút. Nhưng mà nước sơn của nó còn nguyên bản còn đẹp nha. Đấy, thấy không? Thấy rõ không? Đấy, lam mộng rồi nè. Rồi chân đùi nè. Đấy, đùi. Bên trong này. Đấy. À, nhìn Nhật bật cái nắp này lên cho mở ra cho khách coi cái Nhật. Còn đây là bộ phận máy móc nè. Đấy, máy em nó còn đẹp lắm. Nói chung là nó còn liền màu á. Thấy không? Đây là em chưa rửa thôi. Chưa rửa ra là đẹp lắm nha. Đấy. Lọc lược đồ chưa thay chưa gì hết á nhưng mà điều nó còn đẹp. Bơm bọng nè. Đấy, bơm còn rất là đẹp luôn. Bơm này bơm lớn. Này là bô lửa. Bô lửa mà nó còn am mai nhăn. Đấy. Rồi này là két nước. Két nước thì thấy cũng đẹp nè. Đấy, lúc rút công về thì nó bị va chạm, nó mớp ở chỗ này. Nhưng mà ở phần này thì em kêu thợ đồng họ làm lại cho mình nha. Cái này nó bị va chạm, bị mớp thôi. Như lúc rút công á. Ý rồi nhìn gì là biết còn riêng đét luôn, chưa có đóng cái ạc nào nữa. Khá là đẹp nha. Tháo lắp nhanh đồ đầy đủ. Đó em quay xa ra cho anh xem. Trong cabin thì cũng vậy. Ờ sẵn đây cho coi bộ công tắc nè. Đấy, nhìn thấy khô ráo chưa?